yêu cầu tất cả các khán giả đến tận sau bàn số 18 lên khán đài ngồi trong tài dân chiến đấu. Yêu cầu tất cả các khán giả đứng xung quanh bàn số 18 lên khán đài ngồi.
Thank you.
Trên bàn số 21, mời hai đôi nam nữ lãnh đạo Giang Yu, Quen Yu, Lê Tuấn và Ngô Thu Thủy về bàn số 21. Mời hai đôi nam nữ lãnh đạo Giang Yu, Quen Yu, Lê Tuấn và Ngô Thu Thủy về bàn số 21. Trên bàn số 13, mời hai đôi Lê Đinh, Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hải Trung, Bùi Diệu Linh. Mời hai đôi nam nữ lãnh đạo Lê Đinh, Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hải Trung, Bùi Diệu Linh về bàn số 13 để thi đấu. Trần Hồng Ngữ, Phạm Trường Lưu về bàn số 28 thi đấu. Đơn lãnh đạo